Của chú ba vô. Ngay đây là ấp Bình Huệ 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ghé thăm dì này thì dì bị tâm thần. Đi. Rồi chú ba trình bày đi. Đi. Ngày 14 tháng 10 thì tụi tôi làm tổ từ thiện ở Bình Đại có tổ chức buổi thăm hết quà cho bà con mình. Ngày đến đây trước hỏi thăm sức khỏe của chị với gia đình chị. Sao là tụi tôi có 10 cái gạo này là của anh Phúc, chị Nhị ở Mỹ, với là anh Thanh, anh bé Sáu, anh bé Tư, với anh Tỷ, với một anh ở Mỹ mà giấu tên, với anh Mạnh, chị Cúc ở Úc. Thì anh Bảy Danh ở Bình Thắng với số bà con mình ở Bình Đại đóng góp với nhau. Thì hôm nay đến đây là xin trân trọng trao lại cho chị nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Cảm ơn. Rồi rồi, xin hết. Thôi đi chị ơi. Cảm ơn nha. Rồi rồi rồi. Giờ vụ chú ba vô tới nhà của chú Sáu ở ấp Bình Huệ 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì chú Sáu bị bệnh tai biến, sống có mình, không có vợ con gì hết. Không đâu có nói gì được đúng không? Dạ, thì gửi cho chú được rồi, chứ chú đâu có nói được. Không nói được rồi, không nghe. Dạ. Rồi. Rồi gửi cho chú Sáu ơi, chú Sáu. Giờ vũ chú ba vô tới nhà của dì Năm. Năm nắm chó lại em anh ơi. Tại thấy sợ. Rồi rồi được rồi dì Năm. Thôi không có ngồi đâu, dì vô đi con gửi gạo rồi con đi không chị. Chị Năm ơi, thì tôi cũng xin thưa chị như thế này, hôm nay là ngày 14 tháng 10 2020 canh tí âm lịch, thì tụi tôi ở tổ từ thiện hôm nay có tổ chức cái buổi đi phát quà đến tận nhà bà con mình. Thì hôm nay đến đây trước hỏi thăm sức khỏe của chị với gia đình, sao là tụi tôi có 10 cái gạo này là của Mạnh Thường Quân, như anh Phúc, chị Nhị ở Mỹ, với là anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Tỷ, với là một anh Mạnh Thường Quân ở Mỹ giấu tên, với là anh Mạnh, chị Cúc ở Úc, với là anh Bảy Danh ở Bình Thắng. Thì một số bà con mình ở huyện Bình Đại đóng góp với nhau. Thì hôm nay tôi đến đây xin trân trọng trao lại cho chị nhận đây là tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Thì tôi nhận này đây, tôi cũng cảm ơn hết tất cả. Thôi tôi đi luôn vậy. Rồi rồi rồi. Cháu. Ủa cậu đi hả? Con mà con của mẹ. Dạ. Dạ. Biết. Này không bị bệnh sao vậy? Không bị bệnh sao? Bẩm sinh. Bẩm sinh rồi, nhỏ lắm. Dạ. Nó từ từ nó đi cho đẹp, nó tự nhiên nó lên cho nó té cũng mà. Dạ. Nó mừng vậy đó, nó mừng. Nó mừng vậy. Nó ngồi xuống. Nó giật mình nó cũng mừng mà, từ từ nó đi được mà ấy nó đi được. Bị bệnh nhỏ lớn hả vậy? Dạ. Dạ ở đâu? Đây nè con. Thì lại băng đá này. Để đây dùm đi con. Nhắc cái ghế đi. Có cái ghế nào không? Nhắc mấy chùa cái ghế đi. Rồi anh lại ghế anh ngồi đi. Anh ngồi ghế đi. Với ai? Tính hát cơm. Hai mẹ con này hả? Ừ. Dạ. Chị nay là chị nhiêu tuổi? Nay 80 rồi con. À, dì với anh ở đây hả? Hai mẹ con rồi hả? Ờ, hai mẹ con nè. Dạ. Ừ. Dì bệnh sao, khỏe chưa? Nay cũng đỡ đỡ rồi con. Dạ. Khỏe khỏe. Con ở đâu lại
Con ngoài chợ. Vậy hả? Thì chị vì ở như vậy là ai cung cấp tiền bạc cho gì? Có nhỏ ở trên. Qua đây ngồi đi. Trên, đi qua. Chị qua đây chị ngồi đi. Mận ở trên biên qua. Qua đây chị ngồi đi. Qua đó ngồi đi. Đây 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 đây, đây bên đây bên đây. Hả? Ừ. Không thấy được quỷ. Hả? Trời ơi. Mờ trơn hả? Vậy có đứa nhỏ con gái nó trợ cấp cho hai người phải không? Vậy hả? Thì gì nói gì thứ mấy? Thứ ba. Thôi dì ba ơi, thì cháu cũng thưa với dì thế này. Hôm nay thì ngày 14 tháng 10 2020 canh tí âm lịch thì tụi cháu có tổ từ thiện Bình Đại. Có tổ chức cái buổi đi phát quà cho bà con mình đến tận nhà con mình phát quà. Thì hôm nay đến đây là trước hỏi thăm sức khỏe của dì với có đứa cháu. Cháu. Nói chuyện là ổng từ lúc nhỏ rồi tới giờ luôn. Là người này là cháu của gì? Con. Ừ. Thì vậy là sao là tụi cháu có là 20 phần gạo này. Dạ. 20 kg gạo này là của Mạnh Thường Quân. Thôi vậy 20 kg gạo với là 200.000. Đây là của Mạnh Thường Quân. Thôi vậy cảm ơn. Đây 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 để con nói chuyện này, hả? Của Mạnh Thường Quân. Là ở như anh Phúc chị Nhị ở Mỹ, rồi anh bé Gáo, anh bé Tư, anh Hà Thanh với anh Tỷ, với một anh ở Mỹ giấu tên, anh Mạnh chị Cúc ở Úc, với là anh Bãi Danh ở Bình Thắng, rồi một số bà con mình đóng góp với nhau. Hôm nay đến đây thì trước hỏi thăm sức khỏe của chị với gia đình sao là tôi xin trân trọng trao lại cho chị. Chị nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Dì năm nay nhiêu tuổi rồi dì? Nay 80 rồi con. Dạ. Còn anh này là nhiêu tuổi vậy? Có ngày nay không biết bốn mấy không biết còn cột đó. 74. Dạ. 74 gì đó. Trời ơi con bả mà bả cứ ổng ổng. Trời ơi có nhớ đâu. Bả coi ổng ổng luôn. Dạ. Bệnh từ nhỏ lớn luôn hả dì? Ừ, từ đẻ tới giờ đó. Bả dạ. Dạ. Dạ, thôi thưa dì con đi. Thôi vậy dạ. Cảm ơn. Giờ Vũ với chú ba vô tới nhà của dì hai thì dì hai cũng lớn tuổi rồi, hổng bị té gãy tay, còn cái anh này thì bị vợ bỏ, giờ anh giống như bị thần kinh. Rồi nay dì không có nhà thôi gửi gạo cho anh nha. Cho tiền luôn đi. Dạ. Không biết giữ không? Biết giữ tiền không? À, thì cho coi như là 200. Rồi vậy đi. Rồi thôi chị đi làm kia đi. Rồi không có bà cụ nhà. Giờ Vũ với chú ba vô tới nhà của chú Bãi ở ấp Bình Quê 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chú Bãi là đi bán vé số. Chú Bãi này là cục hết giò. Có người con bị bệnh nữa. Đây là người con của chú Bãi. À, con chú Bảy anh này là bị bệnh từ nhỏ lớn hả chú Bảy? Bệnh nhỏ lớn. Năm nay nhiêu tuổi rồi chú Bảy? Anh chị nay là bao nhiêu tuổi? 73. Mày ngồi đi chị. Hôm nay ăn uống gì được không? Hả? Thôi chị ăn ngồi đi, tôi cũng xin thưa với anh chị thế này. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 10 2020 canh tí âm lịch, tụi tôi ở tổ từ thiện Bình Đại hôm nay có tổ chức cái buổi mà đi tới tận nhà bà con mình để mà phát quà cho bà con. Hôm nay là đây trước thì tôi xin là hỏi thăm sức khỏe của gia đình trước là sao là tôi có 20 kg gạo với 200.000
đây là của Mạnh Thường Quân, là anh Phúc chị Nhị ở Mỹ, như là anh bé Sáu, anh bé Tư, anh Hà Thanh, rồi anh Tỷ với một anh ở Mỹ là Mạnh Thường Quân giấu tên, với là anh Mạnh Vĩ Cúc ở Úc, với anh Bảy Danh ở Bình Thắng, rồi và một số bà con mình ở tại huyện Bình Đại, ở trong huyện, trong xã, nói chung ở trong Bình Đại đó, là có đóng góp đó, vô để mà trợ giúp cho bà con mình có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay đến đây xin trân trọng trao lại cho anh chị, xin anh chị nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn ở huyện cũng không có giúp đỡ gì cho mình tôi. Nè chú, bữa chú bán được nhiêu tệ số? Ở về bệnh không có đi. Làm đây nghỉ không có đi hả chú? Bán bên trong dưới này. Dạ dạ. Thì anh biết cái vợ chồng cái ông mà ở dưới cầu bằng đá dưới không? Cái già già nghe nói cũng khổ lắm. Giờ Vũ chú ba vô tới nhà của dì Năm ở ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì dì sống có mình, dì đi lụm gia trai, dì lụm gia trai hả? Hôm nay còn lụm không dì? Dì bệnh nằm nhập viện mới về, không có lụm. Dạ, dì hôm nay bệnh sao? Cái buổi đi đến nhà bà con mình để phát quà, thì hôm nay trước đến hỏi thăm sức khỏe của chị, sau là tụi tôi á có một phần gạo này với 100.000. Thì cái này là của Mạnh Thường Quân ở nước Mỹ, như anh Phúc chị Nhị, rồi anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Tỷ với là một anh giấu tên, một anh là con dấu Mạnh Thường Quân giấu tên, với một anh Mạnh chị Cúc ở Úc, rồi anh Bảy Danh ở bên ấp 2 xã Bình Thắng, với một số bà con mình ở Bình Đại, như mà ở Bình Thới hay là ở thị trấn vậy đó, là đóng góp lại. Thì hôm nay tôi đến đây xin trân trọng trao lại cho chị nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Trước thì chú với sao cháu á, vậy cũng là quý báu, rồi tôi cũng mừng. Thì chúc chú với cháu nhiều sức khỏe. Dạ dạ thôi, thì tôi xin đi chị ơi. Dạ. Để chăm nước uống. Thôi thôi đi liền. Giờ Vũ với chú ba vô tới nhà của dì Tư ở ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ở dì Tư vô nhà đi. Đây là nhà tình thương. Hôm nay thì là ngày 14 tháng 10 2020, canh tí âm lịch, thì tụi tôi cái tổ từ thiện Bình Đại hôm nay có tổ chức cái buổi đi phát quà đến tận nhà bà con mình. Thì hôm nay trước đến thì hỏi thăm sức khỏe của chị với gia đình, sau là tụi tôi có 10 ký gạo này là của Mạnh Thường Quân ở nước Mỹ, như vợ chồng anh Phúc chị Nhị, rồi anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Tỷ, với là một anh ở Mạnh Thường Quân ở ngoài Mỹ giấu tên, rồi với là anh Mạnh chị Cúc ở Úc, rồi anh Bảy Danh ở Bình Tha, ấp 2 xã Bình Thắng, rồi một số bà con mình ở huyện Bình Đại đóng góp với nhau. Thì hôm nay tôi đến đây xin trân trọng trao lại cho chị nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Dạ, dạ, cảm ơn hết. Dạ, dạ. Thầy cũng chú giờ chú có tôi chuyển lời gửi lại thăm mấy người đó, dạ, dạ, không? Rồi. Dạ. Chú nhà chú giờ có đặc biệt gì?
Giờ Vũ với chú ba ghé nhà của dì hai. Dì hai thì cũng ở cùng ấp là ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Dì cũng ở nhà tình nghĩa. Rồi dì hai ở đây có mình đó dì hai. Kia ra trưới mà nó có thằng con chạy bên chợ xuống cho nội đó với nó thằng nó đi kéo nước rồi. Dạ. Chị hai tôi cũng nên gửi chị thế này. Dạ. Hôm nay là ngày 4 tháng 10 2020 canh tí âm lịch thì tụi tôi ở tổ từ thiện Bình Đại hôm nay có tổ chức cái buổi đi đến tận nhà bà con mình phát quà. Dạ. Thì hôm nay đến đây trước á thì hỏi thăm sức khỏe của chị sao là tôi có 10 ký gạo này, đây là của anh em Mạnh Thường Quân. Dạ. Như anh Phúc chị Nhị ở Mỹ, anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh. Dạ. Thì anh Tỷ với một anh ở Bình ở Mỹ mà Mạnh Thường Quân giấu tên. Dạ. Với là anh Mạnh chị Cúc ở Úc. Dạ. Rồi anh Bảy Danh ở ấp 2 xã Bình Thắng với là một số bà con mình ở quận Bình Đại. Dạ. À, coi như là đóng góp với nhau thì hôm nay đến đây xin trân trọng trao lại cho chị nhận đây. Dạ. Là cái tấm lòng của. Dạ, dạ. Anh em mình. Dạ, tôi rất cảm ơn nhiều mà mấy cậu cũng đổi lời nhắn. Dạ, dạ. Cảm ơn hết luôn. Rồi xin đi chị ơi. Dạ, dạ, tôi cảm ơn nhiều ha. Dạ. Đây sống một mình á. Vũ với chú ba ghé nhà của dì Bãi. Dì Bãi này bị bệnh rồi, có một người con là bị bệnh luôn mà đi lụm da chai. Ừ. Rồi chú ba ngồi đi. Ngồi xịt vô một chút mới thấy chú ba. Dì Bãi khỏe không dì Bãi? Đỡ. Dạ. Được không? Rồi. Ăn uống ngủ nghe gì được không vậy? Không ngủ không được. Cây cũng. Thôi về con cũng thưa với dì Bãi với ông anh mình thế này. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 2020 canh tí âm lịch. Yeah. Thì tôi là cái tổ từ thiện ở Bình Đại. Yeah. Hôm nay có tổ chức cái buổi đi phát quà đến tận nhà bà con mình. Yeah. Thì hôm nay đến đây trước hỏi thăm sức khỏe của về với cùng. Yeah. Với gia đình. Yeah. Sao là tôi có tôi trung tổ từ thiện có 20 phần gạo này và 200.000. Thì coi như đây là của Mạnh Thường Quân ở nước Mỹ, như anh Phúc, chị Nhị, anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Tỷ với là một anh Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ. Rồi anh Mạnh, chị Cúc thì ở Úc với anh Bảy Danh ở ấp 2 xã Bình Thắng với một số bà con mình ở huyện Bình Đại thì ở Bình Thới cũng có cùng nhau đóng góp. Thì hôm nay đến đây trước xin hỏi thăm sức khỏe và sau cùng là xin trân trọng trao lại cho dì là cái số tiền 200.000 với là 20 ký gạo. Xin dì nhận đây là cái tấm lòng thì của giờ, anh em Mạnh Thường Quân. Thì bây giờ cũng như già rồi cũng không biết giờ cái gì mà bao nhiêu mà nói thôi, như vậy thì giờ cũng rất cảm ơn hết. Dạ ơn. Dạ. Thôi tụi con đi dì Bãi ơi. Dạ. Tụi con gấp. Rất cảm ơn hết tâm. Rồi rồi rồi. Em cảm ơn em. Rồi rồi rồi. Nay có đi lượm da chai không? Có. Dạ. Dạ dạ. Giờ Vũ chú ba vô tới nhà của dì ba ở ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Mấy anh cho gạo không rồi em á? Dạ nay vô nữa hả? Dạ. Dì ba là đi cái giò là phải đi theo, phải chống cái ghế mới đi được á. Chống cái ghế đi nè. Dạ. Hay té thì nó nhẹ xìu mà sao vậy, nó tập cái bánh chè đi không được chứ. Vậy con kính thưa dì ba vậy. Dạ. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 10 2020 canh tí âm lịch. Tụi con cái tổ từ thiện ở Bình Đại hôm nay tổ chức cái buổi đi phát quà đến tận nhà bà con mình. Hôm nay con đến đây trước là hỏi thăm sức khỏe của dì ba. Dạ. Cùng với gia đình được mạnh khỏe. Nó cầu chúc gia đình được mạnh khỏe, sao là con có 10 phần quà này là 10 ký gạo với là 100.000 của anh em Mạnh Thường Quân ở Mỹ, như anh Phúc, chị Nhị, anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Tỷ với một anh Mạnh Thường Quân ở Mỹ với giấu tên. Rồi với anh Mạnh, chị Cúc ở Úc. Rồi với anh Bảy Danh ở xã Bình Thắng, ấp 2 xã Bình Thắng
với một số bà con mình ở huyện Bình Đại, rồi ở xã Bình Thới nữa, đóng góp mấy anh em. Tụi con đến đây là xin trân trọng trao lại cho dì ba. Dì ba nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Đây. Dạ cái này là Hùng lợi mua 50 phần lận gì? Hùng lợi mua 50 phần. 50 phần. 100 ngàn. Dạ. Cái người này bệnh nó mới cho, còn cái người Mạnh là già đây già không biết cho hơn. Dạ. Dạ. Ai vô nữa. Vô gì, dạ. Ba. Vũ chú ba vô tới nhà của chú hai ở ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì chú này là bị bệnh tai biến nằm nay mấy năm rồi. Đây là chị nuôi chú hai đây ha. Là con hả, cháu hả, sao? Dâu hả? Dạ. Cũng như thay phiên nhau nuôi hả? À, vậy tôi cũng xin trình bày với cô thế này. Dạ. Trước là thưa chú hai, sau là trình bày với cô thế chú này. Hai là có một chân à. Dạ. Hôm nay là năm ngày 14 tháng 10 2020 canh tí âm lịch, thì tụi tôi cái tổ từ thiện ở Bình Đại, ở Bình Đại, thị trấn Bình Đại, hôm nay có tổ chức cái buổi đi đến nhà bà con mình để mà phát quà tận nhà. Dạ. Thì hôm nay đến đây trước đó là hỏi thăm sức khỏe của ông cụ, cha với gia đình. Dạ. Sau là tụi tôi có cái món quà 10 ký gạo với là 100 ngàn. Dạ. Đây là của Mạnh Thường Quân ở nước Mỹ, như anh Phúc, chị Nhị, anh bé Tư, anh bé Cáo, anh Hà Thanh, anh Tỷ, với một anh Mạnh Thường Quân mà giấu tên ở Mỹ. Dạ. Rồi với anh Mạnh, chị Cúc thì ở Úc. Rồi anh Bảy Danh ở xã ấp 2 xã Bình Thắng, với Bình Thới thì cũng có một số bà con mình với ở huyện Bình Đại. Dạ. Thì đóng góp với nhau, hôm nay đến đây thì tôi xin trân trọng trao lại cho cô nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ, con cũng cảm ơn hết anh em Mạnh Thường Quân gửi tặng cho mấy người già đồng, tặng cho người ta đã khổ hơn nào. Dạ. Con sát con đã thế là nằm. Dạ. Rồi vậy thôi, thưa chú con đi nghe chú. Cảm ơn anh với Đức, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho mấy người già, sao rồi cảm ơn mấy anh đã trao lại cho mấy người già. Dạ dạ. Dạ dạ. Của chú ba vô thăm dì Năm thì nhà ở ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thứ ba. Dì ba hả? Ba sống con mình ở trong chị Năm đi. Cái nhà ở ngoài này. Chị ba. Hôm nay tôi cũng xin thưa với chị thế này. Nay là ngày 14 tháng 10. Tháng 10 2020 canh tí âm lịch, thì tụi tôi là cái tổ từ thiện Bình Đại hôm nay có tổ chức cái buổi đi đến nhà bà con mình khó khăn để phát quà. Hôm nay trước đó đến là hỏi thăm sức khỏe của chị, sao là tôi có 10 phần, tụi tôi có 10 phần gạo với 10 là 100 ngàn, 10 ký gạo với 100 ngàn. Mà của cái này của Mạnh Thường Quân, như anh Phúc, chị Nhị ở Mỹ, anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Tỷ, với là một anh Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ, với anh Mạnh, chị Cúc ở Úc, rồi với anh Bảy Danh ở xã ấp 2 xã Bình Thắng, với một số bà con mình ở huyện Bình Đại đóng góp với nhau. Thì đến đây trước là tôi hỏi thăm sức khỏe chị, sau là xin trân trọng trao lại cho chị cái món quà này. Chị nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân này, chị nhận tiền này. Rồi gạo tôi để đây luôn. Rồi tôi đi chị ơi. Đi ngang chị. Sống con mình neo đơn thì chú ba gửi thêm cho 100 nữa đi chú ba. Thì giờ chú cho bà chị thêm 100 ngàn nữa. Tại vì bệnh cũng nặng mà nằm đây có một mình. Rồi. Vậy chị nhận đây là 100 ngàn nữa nè chị. Cảm ơn chú ba. Cầm đi, cầm đi. Rồi cầm đi, cầm đi. Đây. Rồi. Giờ Vũ chú ba vô tới nhà của dì Tư ở ấp 3 xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chị muốn nghe được không dì Tư? Ngủ nghe gì được không? Không ngủ gì đâu. Ăn uống được không? Ăn bụng treo cơm à. Dì Tư là bị bệnh sao? Bị tai biến. Dạ, để cái tay gì nay sao mà mang hả? Nó xuống mang. Chuỗi. Dạ. Chuỗi cả tay chân luôn một mét. Dạ.
Thôi vậy chị Tư, anh Tư, hôm nay thì tôi đến đây trước là tôi hỏi thăm sức khỏe của anh chị. Sao là nay là năm 2020 canh tí âm lịch tháng 10 ngày 14 thì tôi là tổ từ thiện ở Bình Đại. Hôm nay là có tổ chức cái buổi đi phát quà đến tận nhà cho bà con mình. Thì hôm nay mình đến đây hỏi thăm sức khỏe, sao là tôi có đây là 10 ký gạo với 100.000. Thì đây là của Mạnh Thường Quân, anh Phúc chị Nhị ở Mỹ, với là anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, rồi anh Tỷ, với một anh Mạnh Thường Quân ở nước Mỹ cũng giấu tên, rồi với anh Mạnh Thị Cúc là ở Úc, thì anh Bảy Danh ở ấp 2 xã Bình Thắng, với một số bà con mình ở huyện Bình Đại đóng góp với nhau. Thì đến đây trước thì tôi hỏi thăm sức khỏe anh chị, sao là xin trân trọng trao lại cho anh chị cái món quà này. Đây là của Mạnh Thường Quân, xin anh chị nhận đây là cái tấm lòng Mạnh Thường Quân. Dạ tôi kêu cảm ơn hơn mấy chú. Rồi rồi rồi, không có gì, thôi vậy tôi xin phép tụi tôi đi. Rồi, chào. Cảm ơn ha. Rồi rồi rồi, đợi chị Tư. Giờ Vũ với chú Ba vô tới nhà của dì Sáu ở ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Giờ mà thấy tôi dễ gì mà thấy ở đó mà dò mặn mặt à, mấy tiền. Cho tiền đi mấy đợt rồi coi đưa cây gì mà dưới tích sàn này không có đâu, không có đâu con đi hiền lắm, nó hiền hơn mấy người dữ. Đưa cây coi gì làm gì mà khiều nó ra, bà khiều nó ra bà la nó coi. Rồi, không có sao mà đi rồi. Đó, ở này con ai nữa? Nó là phóng viên, nó đi quay phim nè. Vậy hả? Thôi bà Sáu, bây giờ con cũng xin thưa bà Sáu, hôm nay là năm 2020 canh tí âm lịch ngày 14 tháng 10. Thì tụi con là các tổ từ thiện ở Bình Đại. Hôm nay có tổ chức cái bữa đi phát quà đến tận nhà cho bà con mình. Vậy hả? Thì hôm nay tụi con đến đây trước là hỏi thăm sức khỏe của bà Sáu với gia đình. Sao là tụi con có cái món quà này 10 ký gạo với 100.000. Thì đây là có Mạnh Thường Quân ở nước Mỹ, anh Phúc chị Nhị, rồi anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Tỷ, rồi mới một anh Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ, với là vợ chồng của anh Mạnh chị Cúc ở Úc, rồi với là anh Bảy Văn nghe chứ có biết ở đâu, ở ấp 2 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, với là một số bà con của mình là ở huyện Bình Đại, là thị trấn Bình Đại với là xã Bình Thới đóng góp. Có chui già chưa dạ, con? Hôm nay có cháu nội chưa? Hôm nay là con đến đây là con trước là hỏi thăm sức khỏe của bà với gia đình, sao là xin trân trọng trao lại cái phần 10 ký gạo này với 100.000 cho bà, nhưng bà nhận đây là cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Rồi cảm ơn. Phóng viên gì có cái điện thoại hư lên hư xuống rồi phóng viên. Nè, chuyển màu vậy, rồi nè. Vậy cháu mình nói với Mạnh Thường Quân coi như là trợ cấp cho cái máy quay phim đi. Chứ để đi mà mang theo bình bọng này kia cái nặng quá, tai nặng nề. Sao con cấp cho cái máy không cấp? Thì coi như là cháu nó ngại, nó không có dám mà xin. Con nói đại vậy, con nói giờ thôi giờ cấp cho thằng cháu đi. Mình đi là coi như hàng tháng. Tháng nào cũng đi hết, rồi có thí dụ những cái rầm lớn mình đi liên tục luôn, cả đôi khi cả tháng luôn. Còn thằng đậu được lắm. Dạ khỏe. Tại nó bị nóng thì mình phải ngưng một hồi mới quay tiếp được. Nóng quá nóng rồi, nóng chứ theo mình đi về sớm mấy tiếng rồi chứ phải đợi cái máy nó nguội. Dạ có. Mày. Dạ có. Có hết hả? Dạ. Thôi con đi bà Sáu ơi, con về cùng gấp. Vậy nói với Mạnh Thường Quân đi, vậy tôi cũng xin phép với Mạnh Thường Quân, tôi xin cho thằng Vũ đó. Xin Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho thằng Vũ, cháu Vũ nó có cái máy để nó quay cho cho ngon lành. Thôi vậy thì chứ quay điện thoại chán quá hả chú ba? Quay điện thoại thì phải đợi điện thoại như nó nguội.
nó đi mắt mang theo bình bọng mang cái ba lô, tôi tưởng đâu mang cái của gì mới ra có cái bình con. Rồi nay mới phát hiện cái bình đó hả? Hôm nay mới phát hiện. Thì thôi vậy đi, thì tôi xin Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm cho cháu Vũ đó cái máy để nó quay đi. Rồi thôi rồi, con rồi, cảm ơn chú ba nha. Rồi. Trời ơi, tượng đó nãy chú đâu có biết. Phải chú biết thì chú cũng có ý kiến, chú nói với Mạnh Thường Quân, xin Mạnh Thường Quân trợ cấp cho cháu cái để mà quay cho nó, cho bà con mình gửi ra ngoài hình ảnh cho nó ngon lành. Hiện tại con thấy thôi kệ, mang cái bình theo rồi nó nóng thì cho nó quạt, mà bữa nay nó nặng quá rồi. Chú tưởng đâu cái gì, bữa nay là nó nặng quá rồi, nó nóng hoài luôn. Thôi vậy đi hen, vậy giờ tôi cũng xin Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm đó. Thôi xin hết. Phá cái vỏ của Vũ rồi các bạn đó. Tôi tưởng đâu dụng cụ gì mà quý nó đem đây có ba lô. Đây cái bệnh nó bệnh phù mẹ trơn rồi nè. Đem theo để nó dùng cái máy quạt nhỏ, nó quạt cái điện thoại cho nó nguội lại, miễn có mà quay được. Tao thấy người ta cười chết luôn. Mấy anh mấy chú mình coi như là giúp đỡ cho thằng Vũ đi chứ. Kéo hết cái dây ra coi. Dạ. Kéo hết cái dây ra. Đó. Cái dây đó là buộc vô quạt á. Cái bình nó phù rồi. Phù mẹ trứng. Thôi. Thấy tưởng đâu có vỏ gì cao sang đó mà. Tưởng đâu cái gì chứ lâu rồi. Chú đâu có hỏi tới làm chi. Mày thấy không biết cái gì mà nặng. Rồi, chú bà thấy chú bà bó tay luôn. Thật ơi, trong nhà đi ra có cái này cái gì đây? Cái đó là dây sạc điện thoại. Rồi. Rồi. Đó, lên đường. Chú bà vô tới xã Thịnh Trị thì ghé nhà của chú Tâm. Chú Tâm này là chú Tâm bị bệnh tâm thần, là sống trong cái chòi này nè, ổng đi lang bang tối ngày. Rồi gửi cho ổng tiền luôn rồi chú ba. Gửi tiền mua mua thuốc hút hen chú Tâm ha. Đưa gạo cho chú luôn rồi chú ba. Rồi. Rồi vậy con đi ra chú Tâm ha. Rồi. Đây là chỗ ở của chú Tâm nè. Chú Tâm đang làm gì vậy? Đang ấy nước tương gì á. Nước tương Tam Thái Tử không đang làm gì á. Trong cái chòi này nè. Thôi đi. Rồi qua cho cái bà này. Rồi. Giờ Vũ chú ba vô tới nhà của chị ba thì ở xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chị ba này hoàn cảnh neo đơn, sống có mình, không chồng con gì hết, mà hiện giờ đang bị bệnh. Đây là ngôi nhà của chị ba. Chị ba ở đây là nhà tình thương của ngân hàng Việt Tinh Băng tặng năm 2013. Dạ hả? Ồ đất ơi. Đây là trong nhà của chị ba. Nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi? Chết năm 62 hả? Dạ hả? Trời có hai húng gì đâu. Hả? Đi rồi phải chống gậy vậy hả chị ba? Rồi chú ba trình bày gửi đi chú ba. Thôi cũng là chị thứ mấy. Chú cũng thưa chị ba thế này, hôm nay là ngày 14 tháng 10 2020 canh tí âm lịch, thì tôi là cái tổ từ thiện ở Bình Đại hôm nay có tổ chức là một cái buổi đi phát quà đến tận nhà bà con mình phát quà. Thì hôm nay trước
đến hỏi thăm sức khỏe của chị. Sao là tụi tôi có món quà này là 10 kg gạo với 100 ngàn. Đây là của Mạnh Thường Quân, là anh Phúc, chị Nhị ở Mỹ, với là anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Tỷ, với là một anh Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ. Rồi với anh Mạnh, chị Cúc là ở Úc, với anh Bảy Danh ở Bình Thắng, ấp 2 xã Bình Thắng, với một số bà con ở quận Đại mình là đóng góp. Thì hôm nay tôi đến đây xin trân trọng trao lại cho chị. Chị nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Cảm ơn. Rồi đi chị. Giờ Vũ chú ba vô tới nhà của dì ba ở xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Dì ba ở đây là nhà tình thương. Dì ba bị bệnh mà sống con mình neo đơn. Dì ba ở đây là ở ấp 2 của xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Thôi được, khỏi vậy được rồi. Ăn uống được không gì ba? Gì, cô ăn uống được không? Bà ăn được miếng cơm mà ăn ít là dạ hả? Được, ăn được. Ừ, ngủ nghe được không? Thôi thưa gì ba, hôm nay thưa cô ba, hôm nay là ngày 14 tháng 10 2020 canh tí âm lịch, thì tụi cháu là cái tổ từ thiện ở Bình Đại hôm nay có tổ chức cái buổi đi đến nhà bà con mình để phát quà cho bà con. Thì hôm nay trước đến hỏi thăm sức khỏe của dì sao, với cùng với gia đình được nhiều sức khỏe thì tụi con mừng. Rồi con có cái đây là 10 sao cùng là có 10 ký quà, 10 món quà, 10 ký gạo này với là 100 ngàn. Đây là của Mạnh Thường Quân ở nước ngoài, cũng như là anh Phúc, chị Nhị ở Mỹ, anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Tỷ, với anh một anh Mạnh Thường Quân mà giấu tên ở Mỹ, với là anh Mạnh, chị Cúc ở nước Úc, rồi anh Bảy Danh ở Bình Thắng, ấp 2 xã Bình Thắng, Bình Đại, thì một số bà con mình ở huyện Bình Đại đóng góp với nhau. Thì hôm nay cháu đến đây xin trân trọng trao lại cho cô, xin cô nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Rồi, xin hết đây. Thì tôi cũng trả lời bà già, bà không bệnh, bà ấy dạ. Quá thôi, tôi cũng cảm ơn hết. Rồi, không có gì. Dì cũng ở gần đây mới qua chăm sóc cho dì hả? Nhà ở đâu? Cô nhà đâu? Nhà ở sao? Dạ hả? Chưa thăm đâu. Giờ Vũ của chú ba ghé thăm ông hai. Ông hai là ông hai bị mù rồi, không có vợ con gì hết, rồi người cháu đem về đây nuôi. Cháu... Dạ. Cháu dâu đem về đây nuôi ông hai. Cháu dâu kêu bằng cậu hơn bằng chú. Thì, ông hai không thấy đường. À. Thì chú hai ăn uống gì được không? Năm nay ông hai nhiêu tuổi? Được không? 89 tuổi. Thì con cũng xin thưa chú hai thế này, hôm nay là ngày 14 tháng 10 2020 canh tí âm lịch, thì tụi con có tổ từ thiện Bình Đại hôm nay có tổ chức cái buổi đi mà phát quà đến tận nhà cho bà con mình. Hôm nay là con đến đây trước là hỏi thăm sức khỏe của chú với gia đình của cháu chú. Sau là tụi con có đây là 10 ký gạo với 100 ngàn. Đây là của là Mạnh Thường Quân ở nước Mỹ, như anh Phúc, chị Nhị, rồi anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, thì anh Tỷ, với một anh ở nước Mỹ, Mạnh Thường Quân giấu tên, rồi với là anh Mạnh, chị Cúc thì ở nước Úc, rồi với anh Bảy Danh ở ấp 2 xã Bình Thắng, với một số bà con mình ở Bình Thới, huyện Bình Đại, với ở huyện Bình Đại đóng góp. Thì hôm nay con đến đây là xin trân trọng trao lại cho chú hai. Chú hai nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Tay run run mà cầm được, tay run quá. Vậy con cũng thay mặt cho chú, con cảm ơn mấy anh mấy chị, chú mấy. Rồi được rồi. Con cảm ơn.
Dạ, dạ. Con cho cậu là con rất mừng và con rồi 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 rồi. Dạ, dạ. Này cho ổng thôi chứ còn dạ, dạ. Gia đình đằng, dạ, dạ. Đằng này tôi không có ấy được, bởi vì ổng không con, không vợ. Không vợ, con mà ở riêng con cháu phải về đem về nuôi. Nhà cửa không có luôn. Tôi biết cái hoàn cảnh đây mà tôi sống ở đây mà. Chú sống ở đây mà chú làm rồi. Dạ. Hồi xưa là ông già của ổng là ông thầy. Ông thầy tụng tụng đám. Tôi biết. Đó, ông cũng từ thiện, ổng không có vợ con gì, ổng hồi trước là chuyên môn gánh nước mướn, mà dạ, mướn. Dạ, rồi, dạ. Gánh cho người ta đói, cứ hỏi ăn cơm ông nói ăn rồi, ngồi tới hồi xỉu ra, cái đem ly nước vô uống cái tỉnh ra về. Quên á hả? Dạ. Bị quên. Ông đâu có trí đâu, ổng không có trí. Dạ, dạ. Rồi giờ nói vậy, ví dụ ổng mừng vậy rồi, xong dạ. Là ổng không có nhớ. Dạ, 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 không đi. Rồi tới rồi, dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Cái bắt đầu gánh tới xỉu. Dạ, buổi cho gạo ngày... 14 tháng 10 năm 2020 đã kết thúc nha các bạn. Thì Vũ với chú Ba đã cho hết 50 phần, còn chừa lại là 3 phần để chú Ba cho người anh chú Ba một phần, với một phần cho một cái bà dì bệnh ở Định Trung, phần cho người em, với một phần cho người em của chú Ba. Thì Vũ xin kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ cảm ơn hết tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã gửi tiền về để mua gạo cho bà con ngày 14 này. Rồi chú Ba. Vậy thì tôi cũng xin trình bày với anh em Mạnh Thường Quân mình. Thì hôm nay kết thúc cái buổi video này thì cho hết là 57 phần gạo. Thì tôi xin trở lại là cho ông anh tôi với đứa em với một bà già ở Tân Định là 3 phần. Như vậy là bây giờ cái số tiền mà của mình, của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bà con mình là hồi nãy còn trở lại là 4.350.000. Thì bây giờ là còn lại là coi như là 650.000. Thì cái phần này tụi tôi tính là để lại cái tháng sau mà mình tiếp tục đó. Giờ bây giờ cũng tôi cũng xin chúc cho quý Mạnh Thường Quân mình sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc, được mạnh giỏi tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc. Rồi vậy là xin hết. Rồi Vũ chúc cô chú anh chị mạnh khỏe nha. Vũ xin kết thúc video ạ. Hẹn lại video tiếp theo. Rồi giờ Vũ với chú Ba về nha các bạn. Thì còn chừa lại 3 phần để chú Ba đi cho. Cho cái người anh với là đứa em với cái người ở Tân Định. Rồi giờ mỗi một bao rồi ấy. Hôm nay không ấy mình về sớm rồi ha. Thôi vậy là cái tại vì cái máy nó nóng thành ra là về hơi trễ. Cũng mà xin với Mạnh Thường Quân mình giúp đỡ cho cháu Vũ nó được có cái máy mà nó quay mà đặng giúp cháu tôi đi cho nó về cho sớm mà cho cũng mau lẹ nữa. Chứ không phải mà ngưng đợi máy nguội hả? Vậy thôi xin hết. Quay là nó cho xả hơi, máy nó kêu xả hơi rồi phải xả hơi chứ. Cái này cái điện thoại mà.